Dung Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2014, số sàn, động cơ 1.4 MT. Động 1.4 MT thì nó tiêu thụ khoảng độ tầm 6 lít rưỡi xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Đây là một mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Với form dáng thì nó tương tự gần giống con Hyundai Sonata. Nó có nhỏ hơn một chút về chiều dài cũng như chiều rộng. Còn về cái thiết kế thì gần giống Hyundai Sonata. Nó gọi là Hyundai Accent. Và xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc năm 2014. Số sàn, động cơ 1.4 MT, tiêu thụ hơn 6 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Chiếc xe này có màu ghi. Với trang bị thiết bị thì gồm, bên ngoài thì gồm có những như sau. Quý vị có thể nhìn thấy là 4 la răng đúc, phanh ABS, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. Xi nhan trên gương, này, đèn bi xê lông siêu sáng. Đây, đã được lắp đèn bi xê lông siêu sáng rồi. Chiếc xe này thì hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô của Hải Dương với giá là 378 triệu đồng. 378 triệu đồng cho chiếc Hyundai Accent này. Về cấu tạo bên trong cũng như nội thất của chiếc xe này thì có những cái gì? Thì đây ạ. Thứ nhất là quý vị có nhìn thấy khi mở cửa xe ra, chúng ta sẽ nhìn thấy chiếc xe này có một bộ ghế nỉ nguyên bản của xe. Xe có ghế nỉ nguyên bản đấy. Đây quý vị nhìn thấy xe thì ghế nỉ nguyên bản rất đẹp. Ghế nỉ nguyên bản. Được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện tự động. Rồi là vô lăng tích hợp bàn phím. Đầu CD 6 đĩa. Túi khí, phanh ABS đầy đủ hết. Chiếc xe này thì đây, nhập khẩu, tem nhập khẩu đây. Đây hàng ghế sau đây. Phanh ABS. Bây giờ quý vị hãy cùng với mình đi kiểm tra về các cái thông số của xe. Đây ạ. Đây là phần chỉ cánh phụ. Đây là phần chỉ cánh trước bên phụ đây. Còn nguyên nhé. Đây là phần chỉ sau bên phụ. Đây là chỉ cánh sau bên phụ. Đây cũng còn nguyên. Về phần đinh tán ở hai bên này đây cũng còn nguyên nhé quý vị nhé, còn hai phần hai đinh tán này cũng còn nguyên. Chỉ đây, chỉ của cốp đít đây còn nguyên quý vị nhé, chỉ cốp đít còn nguyên hết. Đấy, chỉ cốp đít còn nguyên. Đấy. Về phần cốp thì đây, mình sẽ mở cái phần cốp này ra. Đây là la răng và lốp dự phòng. La răng với lốp dự phòng, rồi là phần sắt xi tôn của chiếc xe này rất đẹp luôn. Đây là chỉ phần cánh sau bên lái. Chỉ cánh sau bên lái đây. Còn đây là phần chỉ cánh lái. Xe còn rất đẹp quý vị nhá, ghế nỉ nguyên bản. Cái đẹp chiếc xe này là ngay đầu tiên mở ra mình nhìn thấy cái ghế nỉ nguyên bản. Đây còn vô lăng gần số đây, quý vị có thể nhìn thấy vô lăng này. Còn rất đẹp luôn, vô lăng còn rất đẹp. Vô lăng đẹp gần số đây. Rất đẹp luôn, mặt táp lô, táp ly. Quý vị nhìn thấy mặt táp lô đây, táp ly kia. Táp ly rất đẹp luôn. Cái nỉ ở cái táp ly này cũng là nỉ nguyên bản. Nó cùng hoa văn họa tiết với cả ghế. Tức là cái nỉ lớp nỉ này với nỉ ghế là cùng một loại. Nguyên bản đây.
nỉ ghế đây, nỉ ghế đây quý vị nhé. Lớp nỉ ghế đây. Và đây là nỉ ở vô la ở bên táp ly. Đấy. Thế bây giờ quý vị hãy cùng với mình kiểm tra cái phần đầu chiếc xe. Thì phần đầu chiếc xe này thì đây. Với phần đầu chiếc xe thì hai ủ giảm sóc đây quý vị nhìn này, ủ giảm sóc đinh tán, ủ giảm sóc còn nguyên hết. Đây, hai ủ giảm sóc còn nguyên. Hai bên má này còn nguyên đúng không? Hai bên má còn nguyên. Đây. Máy móc thì khô ráo, sạch sẽ. Máy zin nhá quý vị nhá. Quay cái ốc máy ở dưới này, tức là máy chưa ra và toàn bộ máy là chỉ có vết bụi của thời gian thôi, máy zin luôn. Máy zin chỉ có vết bụi của thời gian thôi, chưa mở ốc. Xe rất đẹp. Đây, phần đầu chiếc xe đây. Xe chỉ có xước sát nhẹ thôi. Xe có va quẹt xước sát nhẹ thì xe cũ thì không thể tránh khỏi được. Xe sản xuất và nhập khẩu nguyên trước năm 2014. Đến nay là 2019 là 5 năm rồi. Thì còn máy móc thì rất đẹp luôn, quá khô ráo và sạch sẽ. Cái máy chiếc xe này thì vừa nãy mình chạy thì cũng rất là êm. Quý vị hãy cùng mình chạy thử nhé. Chiếc xe này thì máy khá là êm. Bây giờ mình sẽ chạy thử chiếc xe này. Xe hiện nay đồng hồ DOD đang hiển thị là, vâng ạ, đồng hồ DOD hiện nay đang hiển thị là 6.2 vạn. Đây là hiện giờ là đồng hồ DOD đây quý vị nhìn này. Đồng hồ DOD hiện nay hiển thị 6.2 vạn. Vâng, bây giờ mình sẽ nổ máy chiếc xe này mình chạy thử. Côn chiếc xe này cũng khá là nhẹ nhá. Số rất là ngọt. Đấy. Rồi ok. Máy nổ cực êm luôn quý vị nhé. Máy nổ cực êm. Đấy. Số cửa số rất là nhẹ nhàng, côn số ngọt ngào. Côn số ngọt ngào này, máy êm. Khá là bốc. Gầm bệ rất là chắc chắn, được bê tông nhưng mà chiếc xe đi chỉ có tiếng lốp thôi ạ. Quý vị có nghe thì tiếng lốp vọng lên. Tiếng lốp, chỉ có tiếng lốp thôi và tiếng lốp cũng rất là ít. Xe này đi không ồn, nó không bị ồn. Nếu mà so với cả các cái xe khác thì xe này là đi là độ ồn là chấp nhận được, rất là ok. Máy thì quá êm rồi. Chiếc xe này Dung Audi đang chào bán với giá là 378 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Accent số sàn, nhập khẩu nguyên trước năm 2014. Quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với Dung Audi qua số điện thoại 0855 966 966 để có cái giá ưu đãi nhất, cũng như là được tư vấn tận tình nhất về tất cả những cái thắc mắc của quý vị và các bạn. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh bằng cách bấm một nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm một nút đỏ nó sẽ hiện lên quả chuông, thì quý vị hãy bấm một quả chuông để nó trên quả chuông nó hiện hai cái dâu, thì quý vị sẽ là người đầu tiên nhanh nhất nhận được thông báo mỗi lần mình livestream báo giá cũng như mỗi lần mình up video chi tiết về một chiếc xe. Quý vị nào cần tư vấn, quý vị nào cần mua xe, hãy alo trực tiếp cho Dung Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Số điện thoại 0855 966 966 là số điện thoại đường dây nóng của Dung Audi. Liên hệ trực tiếp với Dung Audi qua số điện thoại này thì quý vị sẽ được tư vấn một cách nhiệt tình nhất, tận tình nhất, cũng như là có cái giá ưu đãi nhất khi mà về xem xe. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.